Chào tất cả mọi người Bất động sản công nghiệp luôn tăng bền vững theo thời gian Và hiện tại trọng thơ đang có mặt tại giai đoạn 3 của khu nghiệp và đô thị Về cái mất trên thành Bình Phước Chúng ta có thể thấy những cái dãy nhà phố và những cái nhà một trệt một lửng này Xây dựng để cho thuê kinh doanh này Xây dựng để cho công nhân ăn ở và làm việc Những nhà dãy kia ốt đã có tại khu vực này Rồi và đặc biệt là tháng 8 tháng 9 này Thì trường cao đẳng Bình Phước cho đi vào hoạt động cả ngàn tân sinh viên của ba trường Cao đẳng sư phạm, cao đẳng y và cao đẳng nghề về đây. để học tập thì chúng ta có thể thấy một bất động sản cực kỳ phát triển và khi chúng ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế là tăng bền vững nha bất động sản của chúng ta tăng bền vững khi có công nghiệp có con người và đặc biệt ở đây là có trường cao đẳng bình phước đấy như quý vị có trường cao đẳng bình phước nữa trường cao đẳng bình phước với thiết kế 11 tầng đang tuyển sinh online và tháng 8 này sẽ khai giảng và tháng 9 này cho chính thức đi vào học rồi cả nhà có thể thấy những dãy nhà phố thương mại rồi những cái căn thương mại đang xây dựng lên tại khu vực này và kế bên chúng ta là khu công nghiệp nha quý vị đó chúng ta thấy những nhà máy đang hoạt động rồi những nhà máy đã hoạt động rồi đó rất là nhiều nhà máy đã hoạt động tại khu vực này rồi thì bất động sản tại khu vực này thì hiện tại trọng thơ đang phân phối với cái giá sơ khai nha quý vị với cái giá sơ khai tại uh, thời điểm này thì chúng ta có thể đầu tư được với cái giá rất là rẻ nha quý vị chỉ 8 triệu một mét vuông diện tích của mỗi nền của chúng ta là ngang năm sâu 30 và đất của chúng ta đất ở đô thị phun thủ cư ngay trên trục đường song hành D1 này Chúng đường song hành D1 này ngay ngày hôm nay trọng thơ có một lô duy nhất chỉ 8 triệu một mét vuông. Quý hàng quan tâm thì liên hệ ngay cho trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu và đồng hành cùng trọng thơ để đầu tư bất động sản công nghiệp tại BKMX Bình Phước. Xin chào và hẹn gặp lại.